Cập nhật thị trường giá heo hơi hàng ngày. Xin chào các bạn đến với kênh Kiến thức chăn nuôi heo, kênh chia sẻ kiến thức chăn nuôi và cập nhật giá heo hơi hàng ngày. Rất mong được sự ủng hộ của quý khách hàng. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, hãy like và chia sẻ video. Hãy ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới cập nhật hàng ngày. Giá heo hơi ngày 19 tháng 12 năm 2022 đi ngang trên diện rộng cả ba miền, thấp nhất là 51.000 đồng trên 1 kg, cao nhất là 54.000 đồng trên 1 kg ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam đi ngang và có dấu hiệu giá heo chứng lại. Theo khảo sát, thị trường heo hơi khu vực miền Bắc không ghi nhận biến động mới. Theo đó, Bắc Giang và Hưng Yên tiếp tục dao động ở mức 54.000 đồng trên 1 kg, cao nhất khu vực. Heo hơi ở tỉnh Yên Bái, Lào Cai tiếp tục ở thu mua với giá 51.000 đồng trên 1 kg, thấp nhất khu vực. Tại các tỉnh thành còn lại thì thương lái tiếp tục thu mua ở mức 52.000 đồng đến 53.000 đồng trên 1 kg. Thị trường heo hơi khu vực miền Trung tiếp tục lặng sóng và đi ngang. Người dân khó bán heo. Cụ thể, thương lái tại các địa phương bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đang giao dịch ở mức là 52.000 đồng trên 1 kg. Còn tại các địa phương còn lại, heo hơi thu mua với giá là 51.000 đồng trên 1 kg, thấp nhất các khu vực. Thị trường giá heo hơi miền Nam hôm nay trong khoảng 51.000 đến 53.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, mức giao dịch thấp nhất ở khu vực là 51.000 đồng trên 1 kg tiếp tục được ghi nhận tại các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre. Cùng thời điểm khảo sát thì giá heo hơi ở các địa phương khác cũng như thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai thu mua với mức giá là 52 đến 53.000 đồng trên 1 kg. Hiện tại, giá heo ở khu vực Tây Nguyên nằm trong khoảng là 51 đến 52.000 đồng trên 1 kg. Hiện tại các hệ thống trang trại chăn nuôi mình đánh giá theo khách quan thì những heo khách hàng nuôi heo nái đẻ ra nuôi heo thịt đến lúc xuất bán tại thời điểm giá như hiện tại thì chỉ lái khoảng 700 đến 1 triệu đồng trên một con. Với những hộ chăn nuôi mua heo cai sữa về, lúc nuôi mua đã giá đã cao nằm ở 1 triệu 500 đến 1 triệu 7 trên một con với giá 7 kg, thì với mức giá bán hiện tại của heo thịt thì có thể là hòa vốn hoặc là đang rơi về tình trạng lỗ là khoảng 500 đến 700.000 đồng trên một con. Hiện tại giá heo cai sứa đang bán ra là 1 triệu 100 đến 1 triệu 250.000 trên 7 kg mà khách hàng khó bán và không tìm được người mua. Hiện tại khách hàng mua heo cai sứa giá rất là ít. Với mức giá như hiện tại thì Tết này giá heo hơi sẽ vẫn ảm đạm. Người chăn nuôi sẽ không mấy mặn mà nhập heo cai sứa về nuôi, tái đàn hoặc tác đàn nái như hiện nay. Nhưng bên cạnh đó, tại thời điểm này, nếu các trang trại phải tập trung vào để nâng cao năng suất đàn heo nái, tăng tỷ lệ đậu thai, tăng số con heo cai sứa trên nái, giảm chi phí đầu tư và vận hành của trang trại một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Nếu đối với những trang trại hệ thống lớn thì thời điểm này và nhập hậu bị để tái đàn và tái cơ cấu đàn của đàn nái thì là thời điểm này với giá heo thấp như này mình nhập vào nó sẽ là rất là hợp lý để mình nhập heo hậu bị về. Hiện tại thì giá heo hơi của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam đang bán với giá là 52 đến 57.000 đồng trên 1 kg. Và giá heo hơi ở các nước láng giềng như nước Lào là 61 đến 65.000 đồng trên 1 kg. Như nước Thái Lan là 69 đến 71.000 đồng trên 1 kg. Đối với nước Campuchia thì 43 đến 16.000 đồng trên 1 kg. Với nước láng giềng cao nhất ở Trung Quốc là nằm ở mức 73 đến 74.000 đồng trên 1 kg. Với giá heo này thì quý khách hàng còn heo to thì nên xuất bán. Đừng để heo to quá sẽ bị thương lái ép giá. Trên đây là cập nhật giá heo ngày 19 tháng 12 năm 2022. Kính chúc quý khách hàng sẽ luôn chăn nuôi tốt, nâng cao năng suất đàn nái trong thời điểm hiện tại với giá heo thấp như thế này. Một lần nữa, kênh Kiến thức chăn nuôi xin cảm ơn và chúc quý khách hàng sẽ chăn nuôi tốt và bán với giá hợp lý.